quan gia trái chủ. Nhưng mình chưa hiểu cái nghĩa quan gia trái chủ là sao, nhưng mà mình nói thì được, bởi vì nó là chữ Tào. Quan gia trái chủ là chữ Tào. Bây giờ mình hiểu chữ Việt là đòi nợ và trả nợ. Đòi nợ và trả nợ tức là nói chữ Việt. Thế thì Đức Phật dạy là trên đời này có ba cái nợ lớn nhất. Ba cái nợ lớn nhất. Cái nợ thứ nhất là nợ máu. Dây nợ máu phải trả bằng máu. Thứ hai là nợ tiền. Đó là thiếu nợ tiền thì phải trả bằng tiền. Thứ ba là nợ tình. Tức là mình dây cái nợ tình thì phải trả bằng tình. Ba cái nợ này lớn nhất, đòi nợ và trả nợ. Thì giải thích cái nợ thứ nhất là cái nợ máu. Việt Nam của chúng ta ở quá khứ là triền miên chiến tranh. Thôi mình nói gần nhất là chiến tranh Pháp với chiến tranh Mỹ. Còn hồi xưa đó là Hai Bà Trưng, rồi tới Ngô Quyền, rồi Trần Hưng Đạo thì biết bao nhiêu là chiến tranh. Nhưng cái chuyện xưa quá. Bây giờ mình nói cái gần nhất là hồi Pháp, chiến tranh Pháp. Rồi qua cái chiến tranh Mỹ thì quý vị thấy rằng chết bao nhiêu người. Mà những cái người chết ở cái thời kháng Pháp đó thì họ trở lại, họ đầu thai trở lại cái thời chống Mỹ, rồi giết với nhau. Anh em ở trong nhà không, Nam Trung Bắc là một dòng máu của tổ tiên, của quê hương xứ sở. Thế mà chém giết với nhau, lẫn lộn với nhau. Như vậy tức là dây ở cái thời chống Pháp thì phải trả cái thời chống Mỹ, cả hai miền Nam Bắc. Bây giờ tức là liệt sĩ của chúng ta đó còn gần 700-800 ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Thì những cái quan hồn đó họ ở đâu? Họ đầu thai ở cái chỗ khác. Mình nghĩ là 75 lập lại hòa bình thì chấm dứt chiến tranh, nhưng mà chiến tranh ở chỗ khác bộc phát còn hơn Việt Nam. Như vậy cả trên cái mặt đất này, cái quả địa cầu này, ở chỗ này yên, tạm yên, thì ở chỗ khác ở chiến tranh bộc phát. Thầy đi hoằng Pháp ở bên Cộng hòa Liên bang Đức, thầy ghé thầy thăm cái chỗ mà hồi xưa Hitler nó giết 200 ngàn Do Thái, nó bom hơi ngạt vô nó giết là cả ngàn tù binh. Bây giờ thiền sư Nhất Hạnh mua cái lâu đài đó để làm cái tu viện ở Âu Châu. Thế mà nó bỏ từ hồi đệ nhị chiến tới bây giờ, tức là không ai ở được hết. Nó bán lại cho thiền sư là 800 triệu euro. Mà cái lâu đài đó là quý vị biết 114 phòng. Mà nó bán rẻ như mạc, bởi vì ma không ở không được. Không ai ở được hết những cái quan hồn đó. Cho nên thiền sư mới bỏ tiền đó mua rồi làm cái tu viện ở Âu Châu. Thầy ghé thầy thăm hai cái chỗ đó. Như vậy là Việt Nam mình thì bao nhiêu liệt sĩ, bao nhiêu chiến sĩ của hai miền Nam Bắc. Rồi những cái quan hồn đó ở đệ nhất, đệ nhị thế chiến đó, bây giờ nó xây qua cái vùng khác để nó tạo thành cái chiến tranh, để nó trả cái nợ máu. Nợ máu phải trả nợ máu là do chiến tranh. Đức Phật nói còn một ý niệm sát sanh thì không có hòa bình. Trong kinh Đức Phật dạy rằng nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới hữu đau binh. Hằng ngày trong bát canh ăn, quán sâu như bể hận bằng non cao. Muốn hay binh lửa thế nào, lắng nghe quán thịt kêu gào đêm thâu. Còn sát sanh thì không có hòa bình.
Cho nên cái tổ chức Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới bình bầu trong bốn tôn giáo lớn, Hồi giáo là một, Thiên Chúa giáo là hai, Ấn Độ giáo là ba, Phật giáo là bốn. Bốn cái tôn giáo này để bình bầu, để chọn một tôn giáo là cái lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu. Thì quý vị biết Hồi giáo hiện giờ nó có trên 3 tỷ tín đồ, nhưng mà họ không bình bầu, họ bầu Phật giáo. Vì Phật giáo chủ trương là không sát sanh. Còn tôn giáo nào trong ba cái tôn giáo đó cũng dây nợ máu, mà chỉ có Phật giáo không có. Cho nên cái ngày lễ Vê Sắc, tức là ngày lễ Phật Đản, trụ sở Liên Hiệp Quốc họ làm lễ, cái chủ đề gọi là lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu, lấy Phật giáo làm cái lễ mà Liên Hiệp Quốc đã chọn. Vì đạo Phật chủ trương là không sát sanh, còn một ý niệm sát sanh là không có hòa bình. Như vậy quý vị thấy nợ máu phải trả nợ máu, là chiến tranh ở cái góc độ này qua cái quốc độ độ khác, cái thời điểm này qua cái thời điểm khác, bộc phát lớn hơn, mạnh hơn, hiện đại hơn. Như thời tổ tiên của chúng ta chiến tranh bằng gươm giáo, nếu có bắn nữa thì dùng tên bắn. Qua tới đệ nhất thế chiến là có xe tăng, là có tàu thủy, có máy bay. Nhưng mà tới thời Mỹ là hiện đại hơn, hiện đại hơn đệ nhất, đệ nhị thế chiến. Thế này về chiến tranh bây giờ nếu mà bộc phát thì quý vị thấy là nó hủy diệt quả đất về một cái cách bình thường, bình thường. Bây giờ mấy bữa nay đó quý vị thấy là Triều Tiên, đó là Triều Tiên Bình Nhưỡng đó, tức là bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tức là căm giận một cách khủng khiếp vì chiến tranh leo thang. Chúng ta sống ở trong một cái cuộc sống hết sức là bất bình, không biết nó nổ hồi nào, không biết nó tàn hại hồi nào. Do cái tâm niệm của con người, do cái lòng tham lam của con người mà chiến tranh mỗi ngày, mỗi điểm, mỗi thời gian bộc phát lên hơn. Đó là cái quan gia trái chủ là đòi nợ trả nợ. Thứ nhất là vay nợ máu phải trả bằng nợ máu. Thứ hai, vay bằng tiền phải trả bằng tiền. Bây giờ quý vị mắc nợ, quý vị trốn ra nước ngoài, quý vị khỏi không? Quý vị bỏ xứ từ miền Nam, quý vị chạy ra miền Trung, miền Bắc, quý vị trốn nợ, quý vị khỏi không? Luật pháp nhà nước tìm bắt, bỏ tù, khắc phục hậu quả, chứ không thể làm thinh được. Đó là về mặt luật pháp. Mà nếu mình mắc nợ ai mà mình trả nợ được cho người đó thì cái tâm của mình an ổn, thoải mái. Bởi vì cái lúc mà gia đình mình là khủng hoảng, chuyện này chuyện khác, mình mượn tiền người ta, mình vay tiền người ta, mình nói cái lời ơn nghĩa, người ta xúc động, người ta mở tiền, người ta cho mình mượn. Bây giờ công chuyện gia đình của mình đã ổn định rồi, mình bỏ xứ, mình trốn, mình đi thì không được. Thầy nói cái trả nợ không quý vị nghe. Bây giờ quý vị mắc nợ cái người A đó, mà quý vị hẹn là sáng Chủ nhật, ngày Chủ nhật mình trả. Nhưng mà chiều thứ bảy đó mình mang tiền tới mình trả đó, thì cái chủ nợ người ta mừng. Nhưng mà để qua cái ngày Chủ nhật mà chiều Chủ nhật quý trả, quý vị trả đó, thì người ta trông. Vậy ngày Chủ nhật người ta trông từ sáng cho tới chiều, cái người chủ nợ người ta trông. Mà tới chiều 5-6 giờ chiều mình mang tiền tới mình trả, cũng trả tiền nhưng mà người chủ nợ người ta trông. Còn mình trả chiều thứ bảy hoặc là tối thứ bảy mình mang tới mình trả rồi, chủ nợ người ta mừng. À, cái trả nợ không, cái trả nợ không mà có cái ý nghĩa đó. Bây giờ thầy kể cái chuyện trả nợ quý vị nghe. Đầu tiên hết ở Đồng Tháp, cái hôm đó thầy ngủ ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu, để sáng hôm sau thầy vô cái làng Vĩnh Châu, người ta trồng hành ở
Sóc Trăng mù hết cả cái làng trên 1.500 người mù. Cái xã đó không có trồng lúa được mà trồng hành hết cả xã như vậy. Bây giờ nó mù hết cả làng. Thì tối thì ngủ ở khách sạn ở Bạc Liêu đó, để sáng rồi vô cái làng Vĩnh Châu đó cho nó gần. Thì khoảng lúc 10 giờ thì có cái cuộc điện thoại ở bên Đồng Tháp nó điện qua. Cái anh này anh nói 5-70 còn làm chung với người Mỹ đó ở trại Long Bình ở Biên Hòa, có mượn cho người Mỹ đó 500 đô la mà chưa có trả. 72 Mỹ nó rút. Thì khi mà về Mỹ thì cái người Mỹ này chết đi. Nó về nó báo mộng nó đòi 500 đô la. Thì con biết, con mắc nợ con biết, mà bây giờ nó biết địa chỉ ở đâu mà trả. Còn bây giờ cái chùa ở trong làng con đó, con mới thưa với sư cụ, bây giờ con mắc nợ thằng Mỹ 500 đô la, bây giờ nó chết rồi nó đòi làm sao trả. Sư cụ nói bây giờ đó, chú tính cái tiền Mỹ và tiền Việt Nam là bao nhiêu, chú mua gạo đem về chùa để vô lan á, cho đồng bào nghèo, tức là mình trả nợ. Con mừng quá, con bỏ ra 10 triệu mua gạo đem về chùa lễ vu lan rằm tháng 7, con phát cho đồng bào nghèo, xong rồi thằng Mỹ bây giờ nó đòi nữa. Bây giờ làm sao sư cụ? Sư cụ nói tao biết nhiều đó, tao nói nhiều đó thôi chứ còn tao biết nữa. Thì thầy mới nói không có được. Bố thí là chuyện khác mà trả nợ là việc khác. Bây giờ thầy thí dụ đi, chú thiếu nợ thầy đòi chú không trả, chú đem chú mua gạo chú cho đồng bào nghèo, thầy chịu không? Chú trả cho thầy rồi thầy tự nguyện thầy mua, thầy cho ai đó thầy cho. Tự nhiên mắc nợ người ta, ta đòi không trả, mua gạo cho bỉ mặt người ta, nó đòi nữa là phải. Sợ quá. Bây giờ chú muốn trả không, gửi cho thầy trả cho. Chú gửi lên một lần 5 triệu, cũng 10 triệu, lần 3 triệu, lần 2 triệu, tất cả 3 lần là 10 triệu. Thầy cúng dường trai tăng. Bởi vì ở trong thiền Lâm Bảo Quấn thầy học, thầy mới biết cái câu chuyện đó. Còn sư cụ ở nhà quê lớn tuổi rồi không có học, không có biết. Thì câu chuyện trong thiền Lâm Bảo Quấn như thế này. Huệ An với Huệ Minh là bạn đạo với nhau. Nhưng nhà của Huệ Minh á thì nghèo, mà nhà Huệ An thì giàu. Thì hai cha con của Huệ Minh á đi làm vất vả dành dụm được 10 nén vàng đem gửi cho Huệ An, nhưng mà Huệ Minh không cho con biết, sợ nó biết nó làm biếng nó không có lao động. Mà con của Huệ An á thì giữ 10 cây nén vàng, Huệ An mới kêu con mới dặn nè, bạn của bố gửi đó, con giữ con cất nha, sau này mà bố có chết, mà bạn bố chết á thì con trả cái số vàng này lại cho con Huệ Minh nha. Sau khi hai ông chết hết, Huệ An chết, Huệ Minh chết, thì con qua Huệ An mới mời con qua Huệ Minh tới mới trả 10 nén vàng đó, bố anh gửi cho bố tôi, mà bố tôi dặn là phải trả lại cho anh, bây giờ bố anh chết tôi trả lại cho anh để lập nghiệp. Con của Huệ Minh nói, bố tôi không nói tôi việc đó, tôi không biết. Nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho anh, bố anh nhiều vậy, tôi không nhận. Hồi xưa sao người ta tốt quá, tốt quá. Bây giờ thì đưa đây, đúng không? Của trên trời rớt xuống 10 nén vàng nhiều lắm chứ, không nhận. Thế thì con của Huệ An không biết làm sao hết, trả lại mà con của Huệ Minh không nhận. Mới lên phủ khai phong nhờ Bao Thanh Thiên sử. Quý vị coi phim Bao Thanh Thiên rồi chứ gì, sự hay lắm, vụ án nào xử cũng được hết. Bao Thanh Thiên mới mời nguyên đơn bị đơn lên phủ khai phong. Bao Thanh Thiên mới hỏi con của Huệ An sao, trình bày cho đại quan nghe. Thì con của Huệ An mới nói, thưa đại nhân, bố anh này gửi tôi 10 nén vàng mà bố tôi bảo tôi giữ, sau khi hai bên chết chữ tín tôi phải trả lại cho anh ta, mà tôi trả anh ta không nhận, bây giờ nhờ đại quan sử dụng. Bao Thanh Thiên mới hỏi con của Huệ Minh chứ sao, kể trình bày cho đại quan nghe. Thì con của Huệ Minh
Thưa đại nhân, bố tôi không nói tôi việc đó, tôi không nhận. Nhà tôi nghèo làm gì có tiền mà gửi cho bố anh ta nhiều như vậy, tôi không biết. Tức là không nhận. Một bên thì giữ số vàng đó vì chữ tín trả lại cho con của Huệ Minh, mà con Huệ Minh trả lời với Bao Thanh Thiên là bố tôi không nói tôi việc đó, tôi không biết. Nhà tôi nghèo làm gì có nhiều vàng gửi cho bố anh, không nhận. Thì cuối cùng Bao Thanh Thiên mới đem 10 nén vàng này vô chùa làm lễ cầu siêu bạc độ cho Huệ An, cho Huệ Minh. Đó là câu chuyện ở Thiền Lâm Bảo Quấn thầy học. Thế thì thầy đem 10 triệu này thầy cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cái ông Mỹ cho mượn, hồi hướng cho cái ông trả tiền. Người trả tiền cũng có phước mà người cho mượn cũng có phước. Từ đó đến sau không nghe đòi nợ nữa là trả nợ. Nghe trả nợ chưa? Câu chuyện thứ hai là ở ngã tư Hàng Xanh. Hai người bạn cho mượn tiền với nhau mà hai bà mẹ không biết, chưa có gia đình. Anh bạn A cho anh bạn B mượn 50.000 đô la, tức là 1 tỷ tiền Việt Nam, mà hai bà mẹ không ai biết hết. Người bạn B mới đem cái số tiền đó mới hùng trong cái công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì 6 tháng sau đó anh bị tai nạn giao thông, anh chết. Nghĩa là đem cái số tiền đó để mở cái công ty đó, bây giờ tai nạn giao thông anh chết. Bên cái người cho mượn thì không nói gì hết, im lìm không nói, không ai biết hết. Anh về anh báo mộng cho mẹ, mẹ trả nợ giùm cho con. Con thiếu nợ anh Tân là bạn của con là 50.000 đô la. Bà già bà tới bà hỏi hai mẹ con, thì bà mẹ của anh Tân nói tôi không có biết, bạn bè của nó làm sao nó làm tôi không có biết cái chuyện đó, bà hỏi nó. Thế thì hỏi anh Tân, anh Tân nói thôi bác ơi, anh em tụi con thương nhau lắm như anh em ruột vậy, mà cái mạng người nó quý cho tiền thì tụi con kiếm được, thôi bác đừng nghĩ chuyện đó nữa, hỡi không nhận. Nghĩa là mẹ cũng không nhận số tiền đó, mà con không nhận số tiền đó, mà cái người mượn thì về báo mộng biểu mẹ trả giùm nợ đó. Bà già bà khổ quá, bà ra bà nói với thầy, thầy coi gia đình tôi đâu có nghèo khổ gì, bây giờ thằng con tôi nó làm ăn, nó mượn tiền của thằng bạn nó, bây giờ nó chết bất đắc kỳ tử, mà tôi tới tôi năn nỉ tôi trả nợ mà không ai nhận hết, tôi khổ quá, thầy giúp đỡ giùm. Người ta có tiền mà con người ta mượn, bây giờ nó chết bất đắc kỳ tử, nó về nó báo mộng, nó biểu má nó trả tiền giùm, mà bây giờ tới năn nỉ cái gia đình đó, mẹ không nhận, con không nhận, thì bây giờ quý vị biết người ta khổ cỡ nào. Gia đình người ta có tiền. Thầy nói thôi được, bây giờ nếu như bà muốn trả thì bà gửi tôi trả cho. Bà hỏi thầy chứ làm sao trả, bây giờ hai bên họ không nhận hết rồi làm sao trả. Tôi có cách tôi trả. Bà mới chuyển cho thầy 1 tỷ. Thầy mới ra ngoài Huế, thầy đặt 3 cái đại hồng chung, mỗi một cái là 330 triệu. Thầy cúng cho chùa Nam Dư Thường ở Hoàng Mai Hà Nội 1 cái, chùa Long Khánh ở Quảng Ngãi 1 cái, chùa An Bửu ở Vũng Tàu 1 cái. Như vậy 3 cái chùa này là 3 cái đại hồng chung trị giá là 1 tỷ. Thôi không đòi nữa, trả nợ. Nghe trả nợ cho, chứ không có mua gạo thí cho đồng bào nghèo. Cái bà này ở Cộng hòa Liên bang Đức, bà mượn bố ruột của bà 16 chỉ vàng, mượn cho ông già không có cho mượn. Bây giờ ông già chết rồi, ông về ông nói mày thiếu nợ tao sao mày không trả. Thầy qua bên Đức, thầy Hoằng Pháp, thầy bà mới trình bày cho thầy. Bà nói thầy ơi, giờ có cái chuyện là hồi đó bố tôi cho tôi mượn 16 chỉ vàng tôi cất nhà, mà bây giờ bố tôi chết rồi thì tôi nghĩ rằng thôi bố chết thôi chắc bố cho, ông về ông đòi. Bây giờ làm sao? 16 chỉ vàng bà gửi tiền cho tôi trả cho. Thì bà gửi về cho thầy trị 16 vàng.
thầy cúng dường trai tăng để hồi hương, phải cúng dường trai tăng. Như vậy cái số tiền gọi là trả nợ là cúng dường trai tăng là một, đúc đại hồng chung là hai, in kinh là ba, là ba cái việc này thì mới trả nợ được. Chứ lấy cái tiền đó mà đi mua gạo cho đồng bào nghèo là không có được. Câu chuyện thứ tư, hai cái người này là vay hỏi với nhau, tức là cho mượn đi buôn, hai người bạn đi buôn hết. Thì sau đó cái người bạn B, người bạn A cho người bạn B đó chết 26 năm. Cái năm mà mượn đó là 20 tuổi, bây giờ cái thời gian đó trải qua là 26 năm. Thì cái người bạn B mà cho mượn đó mới về báo mộng cho cái người cháu kêu bằng gì: con Hạnh đó, nó còn thiếu gì 30 triệu nó không có trả. Thì cái người cháu này mới gọi hỏi, thì cái cô Hạnh còn nói lâu quá có mượn mà không nhớ. Cái người cháu nói thôi gì tôi nói 30 triệu chứ không nhớ gì. Thì cái bà Hạnh đó bà mới nhớ lại là mượn 30 triệu. Nhưng mà bà trả thì cái người cháu kêu bằng gì nữa: tôi không có biết, hai bà làm ăn mắc nợ làm sao đó thì tính toán cho tôi, không có nhận cái tiền đó. Cái người cháu không có nhận. Thế bây giờ cái người cháu nó mới dẫn cái bà Hạnh đó, cái cô Hạnh đó ra gặp thầy, bây giờ đồng ý trả số nợ 30 triệu. Thầy nhận 30 triệu đó, thầy thỉnh tăng về cúng dường trai tăng đây hồi hướng. Như vậy là cả người cho mượn và cái người mắc nợ đó, hai bên đều có phước hết, đều có phước hết. Câu chuyện ở Cần Thơ, cái gia đình này là 4 người làm bác sĩ, 3 người con trai và 1 người con gái làm bác sĩ hết, mà bà già thì chết. Bây giờ 3 người con trai đó thì thống nhất là không có chấp tiền, không có chấp điếu. Gia đình mình danh giá, bây giờ để mẹ mình mắc nợ là không chịu, nhưng mà cái bà con gái thì chấp nhận. Cho nên nó xảy ra cái chuyện là bất hòa trong gia đình. 3 người thì không chấp điếu, 1 người thì chấp điếu. Bây giờ nó sanh ra cái chuyện là lũng củng trong gia đình. Thế thì thầy đứng ra thầy giải quyết thế này: không sao đâu, cứ chấp hết đi. Bây giờ là 4 anh em chung đậu với nhau cái số tiền để lo cái đám tang cho mẹ. Còn cái số tiền mà ta đi điếu đó, sau khi tang lễ xong rồi quý vị chia làm 4 phần, không ai xài tiền đó hết. Đi cúng dường tam bảo là 1 phần, cô ký nhi viện, các nhà tình thương tình nghĩa, thì 4 cái phần đó. Cái số tiền mà chấp điếu này thì cái người đi phúng điếu cũng có phước, mà cái bà già nằm ở trong cái cổ quan tài đó cũng có phước. Như vậy chúng ta chấp bình thường đâu có chuyện gì cả. Sau khi thầy phải giải thích như vậy thì cả 4 người thống nhất: thôi bây giờ chấp điếu. Sau khi cái đám đó được là 370 triệu, tổng cộng được 370 triệu, thì bây giờ 4 anh em ngồi lại mới chia cái số tiền là 4 phần đi làm từ thiện. Thì cái người mà họ đi phúng điếu cũng có phước, mà cái người chết nằm cái cổ trong cái cổ quan tài đó cũng có phước. Chứ mắc cái chuyện gì mà anh em phải cãi với nhau. Cho nên chúng ta mượn tiền, thiếu tiền là phải khắc phục hậu quả, phải trả. Nhưng mà trốn khỏi địa phương, từ ở trong nước đi ra nước ngoài là chính quyền chính phủ tập nạ, kéo về Việt Nam xử theo luật pháp hiện hành, và đồng thời buộc người ta phải khắc phục cái số nợ đó, chứ không thể nào quỵt nợ được. Như vậy cả cái luật nhân quả và cả cái luật pháp của thế gian giải quyết cái chuyện tiền nợ này, thiếu nợ này là phải trả. Bây giờ câu chuyện thứ ba là nợ tình. Đầu tiên hết thầy kể cái chuyện bên Úc thì quý vị nghe. Hôm đó thầy giảng tại chùa Pháp Hoa ở Nam Úc. Sau khi cái buổi giảng xong rồi, cái bà luật sư bà mời thầy đến một cái chỗ vắng, bà mới trình bày cái chuyện gia đình của bà cho thầy nghe.
Bạn nói thế này: thưa thầy, con là luật sư mà con lấy chồng đó, thì gia chồng con là con một, mà 5 năm thì không có sanh con, cho nên mẹ chồng con băn khoăn lắm. Bây giờ có con trai duy nhất mà lấy vợ mà 5 năm không có con là người ta lo lắng lắm. Cho nên mẹ con mới dẫn vợ chồng con đi bác sĩ, nhờ bác sĩ kiểm tra coi lỗi tại ai. Thì cuối cùng bác sĩ cho biết là chồng con không có khả năng sinh con. Như vậy là má con biết là lỗi tại là chồng con chứ không phải lỗi tại con. Thì bây giờ vợ chồng con mới bàn với mẹ chồng con: thôi bây giờ tụi con không có khả năng sinh con rồi, thôi mẹ cho tụi con sinh con nuôi. Chứ bây giờ không có con rồi sao, cái tài sản này, cái dòng họ này làm sao, con trai một mà. Bà má chồng bà không chịu, bà không thống nhất là cho hai vợ chồng sinh con nuôi. Thì bữa đó con chuẩn bị đi làm, má con gõ cửa, con mở cửa, má con vô, má con quỳ xuống dưới chân con, má con nói thế này: con ơi, má không muốn cái giọt máu nào ngoài cái dòng họ này để sau này hưởng cái gia tài này. Mẹ bàn với con là lấy bố chồng con đi đẻ con. Quý vị nghe chưa? Lấy bố chồng để đẻ con, cái dòng máu này sau này hưởng cái gia tài, bà không chấp nhận để sinh con nuôi. Thì bà luật sư bà hỏi thầy á, cái trường hợp như vậy đó thì đối với Phật giáo đó phải giải quyết như thế nào, nhờ thầy giúp đỡ giùm. Thầy mới trả lời cái bà luật sư đó: cái chuyện đó bình thường, nhưng với tư cách thầy là một tu sĩ Phật giáo, thầy không trả lời được việc đó. Thầy không trả lời được việc đâu. Đó là cái chuyện ở bên Úc. Quý vị thấy nợ tình phải trả tình, không đơn giản đâu. Câu chuyện thứ hai ở Việt Nam. Cái bà này bà khóc, bà kể thầy nghe. Hồi còn son trẻ bà mới quen với người bạn trai này 18 tuổi. Mới 18 tuổi hai người này quen nhau. Thì khi mà bà phát hiện là bà có thai, thì cái người bạn trai đó đi Mỹ, thì không có cưới được. Thì ở Việt Nam đó bà mới sắp đặt quen một người bạn trai thứ hai và làm đám cưới nhanh để người ta phát hiện được cái thai này. Nhanh lắm, làm nhanh lắm, có 2 tuần lễ thôi làm đám cưới. Thì sau khi đó bà sanh một đứa con gái, thì cái người chồng sau này với cha mẹ bên chồng nó mừng lắm, mừng lắm. Thế thì trải qua 26 năm, thì cái người thứ nhất, cái người bạn trai thứ nhất ở bên Mỹ đó ly dị với vợ bên Mỹ đó, mới về Việt Nam thì thăm cái người tình cũ, mới thấy cái cô gái này đẹp quá, 26 tuổi. Thế đây bây giờ mới xin cưới cái cô gái này làm vợ, mà bây gia đình bên cha mẹ chồng sau thì thấy người Việt Kiều có tiền quá cho nên đồng ý gả. Nhưng mà bà nói bà biết là cha con nó chứ không ai lạ hết, nhưng mà bà nói không có được, bà nói ra không được. Cái chuyện thế gian thì bây giờ cái người ở bên Mỹ về bên Việt Nam, tại vì người dân nước lạ đâu có dính líu gì, thì cái con gái nó là con của người chồng sau này, mà bây giờ để mẹ nó biết là không phải là con của người chồng sau này mà cha con nó, mà bây giờ người ta xin cưới, thì bây giờ cả bố sau này, người chồng sau này, cả nội, bên nội nó cũng đồng ý gả nữa. Bà nói bà khổ quá mà bà không nói được. Nghĩa là đám cưới chỉ có 50 ngày sau mà tóc của bà nó bạc như bông hết, bà khổ quá, bà nói không được. Hai câu chuyện đó, từ ở bên nước ngoài và chuyện của Việt Nam. Chuyện thứ ba, nợ tình phải trả nợ tình. Hai cái cặp trai gái này, họ quen với nhau hồi học cấp 3. Sau khi lên đại học 4 năm,
ra trường thì mới xin cưới nhau. Thì bây giờ cha mẹ hai bên đồng thuận vì chúng nó đã tìm hiểu là 5 năm. Một cái mối tình mà quen biết, theo dõi, hợp tình, hợp lý, hợp cảnh 5 năm thì cha mẹ đâu còn cái gì nghi ngờ nữa, mới chấp nhận làm đám cưới. Thế thì khi mà hai người nam nữ quen với nhau thì thương dữ lắm, thân mật dữ lắm, tình cảm dữ lắm. Chứ nếu mà hai người này quen lúc ban đầu mà trên cái trái của người nam hay người nữ này có cái chữ quan gia thì họ chạy 8 cây số không dám nhìn lại, thương dữ lắm. Cái gì thấy không? 5 năm. Cho nên nó tạo cái điều kiện đủ cái duyên thì nó mới hiện rõ cái bộ mặt nó là quan gia. Sau khi cưới nhau rồi mới ở riêng. Người vợ thì đi dạy học mẫu giáo, người chồng thì làm công ty nước ngoài, tức là lương tương đối hết. Tương đối hết, hạnh phúc lắm. Cha mẹ hai bên ai cũng bằng lòng. Thế bây giờ sanh đứa con đầu lòng thì ông chồng mới sanh tật, đi sớm về tối, vợ ở nhà nấu cơm đợi tới nửa đêm gà gái mà ông chồng không thấy về. Bà vợ bà mới than, bà nói hồi chưa có con thì khác, bây giờ có con rồi anh phải phụ với em để chăm sóc lo gia đình, em đi giải về lo cho con quần áo, nấu cơm đợi anh về, nửa đêm gà gái mà không về nữa. Nói ít thì đi ít, mà nói nhiều thì đi nhiều, đi luôn. Thế bây giờ đó, về nói với cha mẹ nói sao? Than vãn với cha mẹ than sao? Thì chúng bay bằng lòng, chúng bay ưng thuận, chúng bay quen với nhau mấy năm bây giờ rồi. Thì kể lễ gì, than vãn gì, không nói được ai hết. Mà không nói được ai hết là ức chế. Cho nên cuối cùng rồi giết đứa con, rồi thắt cổ chết luôn. Như vậy là nợ tình phải trả nợ tình. Nhưng mà ban đầu thì thấy cái nhân duyên nó hòa hợp, nó tạo cái điều kiện thuận lợi để rồi kết quả của nó lòi cái bộ mặt nó quang ra ra. Cho nên bà vợ hết chịu nổi, bây giờ bị ức chế, rồi giết đứa con, rồi thắt cổ chết. Câu chuyện tiếp theo. Hai cô cậu này là sinh viên, cũng quen với nhau. Nhưng mà cái người nam nó ra trường trước thì mới làm cho cái công ty của Nhật Bổn, thường xuyên đi qua Nhật để tu nghiệp. Thì cô gái ở nhà mới điện báo cho chồng tương lai của mình là đang có thai. Thì bây giờ cô sinh viên năm thứ ba này cũng rất là ái ngại, bởi vì cha mẹ không biết, sống thử mà, ở thử mà. Bây giờ hối hả với người chồng tương lai phải về Việt Nam để làm đám cưới gấp, chứ bây giờ để mỗi ngày cái thai nó lớn thì nguy hiểm. Cho nên người chồng ở tương lai nghe mà vợ tương lai của mình là có thai rồi mừng lắm. Cô gái cũng mừng mà chàng trai cũng mừng, nhưng mà đám cưới không được. Lý do làm sao? Tức là cái thời gian tu nghiệp đã không về được, cho nên kéo cái thời gian dài. Mà ai cũng thương con hết, nhưng mà không làm đám cưới được. Thì mỗi ngày cái thai nó lớn lên. Cô gái này mới suy nghĩ bây giờ không về quê được, bởi vì cha mẹ của mình ở dưới quê đó là lễ giáo, anh em dòng họ trong nhà đó không chấp nhận con gái không có chồng mà chữa quan, cho nên không dám mang cái bào thai này về nhà. Nằm đêm suy nghĩ, ôm cái bụng thương con lắm, nhưng mà phải bỏ. Thương lắm mà phải bỏ. Bây giờ không bỏ thì giải quyết làm sao? Người chồng mình không về làm đám cưới được, mà mang cái thai này về dưới quê thì là cha mẹ mình bị nhục nhã, anh em mình phải từ hổ nhìn nữa. Cho nên phải vào cái cơ quan phá thai tư. Mà trước khi bác sĩ chuẩn bị làm hành sự thì bà mẹ ôm cái bụng của con, mẹ thương con lắm.
mẹ không muốn bỏ con. Bố con ở nước ngoài cũng thương con, nhưng mà hoàn cảnh là mẹ phải bỏ con. Cuối cùng hết thì bỏ đứa con, nhưng mà người mẹ bị sốc, bị sốc. Suốt 7 ngày đó băng huyết, rồi cuối cùng là người mẹ cũng chết sau người con đó 7 ngày. Nói như thế để quý vị thấy là nợ tình phải trả tình, nợ máu phải trả nợ máu, nợ tiền phải trả nợ tiền, nợ quan gia trái chủ. Bây giờ nó có cái trường hợp là mình trả nợ mà mình không hài lòng, trả nợ mà không hài lòng. Vì sao? Mình thấy cái chuyện trước mắt là tại sao nó có những cái nghịch cảnh như vậy mà bắt buộc mình phải làm cái việc đó, mình thấy khó chịu lắm. Bác sĩ Quách Huệ Trâm kể cái, trong cái câu chuyện, trong cái quyển sách là Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng ở Đài Loan, cái câu chuyện là đại khái như thế này. Hai vợ chồng, mà cái ông chồng đó thì hỗn lắm, hỗn lắm, nghĩa là cái chuyện lớn nhỏ gì chửi bà vợ, chửi dòng họ tổ tiên, chửi. Ban đầu thì bà nhịn, nhưng mà cuối cùng bà hết nhịn nổi, bà mới nói là cái miệng của ông độc ác lắm, ông chửi tôi, mai mốt ông bị ung thư, cái miệng ông cho biết. Thì cuối cùng sau đó ông bị ung thư, nghĩa là cái hàm dưới này nó muốn rớt ra, ở trên lầu 3 mà nó thúi cả nhà, không ai nuôi hết, bà phải nuôi. Bà mới nói với bác sĩ Quách Huệ Trâm, bác sĩ ơi, phải chi hồi đó ông chửi tôi á, tôi hồi hướng bao nhiêu cái lời chửi nó về Tây Phương Lạc Quốc. Rồi bây giờ tôi đâu có khổ, tôi rủa ông bị ung thư, bây giờ ông bị cái ung thư tôi nuôi tôi khổ quá. Tức là mình trả nợ mình chưa hài lòng, chưa hài lòng. Thay vì bà trả nợ cho ông chồng, ông chồng chửi bà là hai cái quan trái này, mà bây giờ bà phải niệm Phật, bà chấp nhận cái lời chửi đó. Đằng này bà trả mà bà dùng vàng, bà còn rủa ông nó ung thư. Bây giờ cái bà, ông bị cái ung thư không biết giờ nào chết, mà nó thúi thì không ai chịu nổi, tức là bơm thức ăn vô trong bao tử, còn cái miệng thì nó không hả được. Nên mà bà phải nuôi như vậy, là con cái của bà là xa lánh hết, từ ở trên lầu 3 mà dưới đất mà nghe thúi là quý vị biết sao. Cho nên bác sĩ Quách Huệ Trâm mới nói rằng chúng ta trả nợ mà chúng ta dùng dặn, chúng ta chưa hài lòng cái việc trả nợ đó, thì cái nợ đó nó, cái quan gia đó nó chưa hết được. Hồi thầy học ở dưới chùa Lưỡng Xuyên Phật Học với Trà Vinh có cái câu chuyện như đó. Cái bà Phật tử bà phát tâm, bà cúng dường đèn, nhang, dầu cho trường Phật học đầy đủ hết. Nhưng mà nửa chừng bà bị mù, thì con trai của bà đó nó mới thắc mắc, nó nói mấy quý thầy đã nói á, má tôi cúng hoa cho Phật, má tôi cúng dầu đèn cho Phật, má tôi cúng gạo, nhưng mà nửa đường thì mẹ tôi mù. Như vậy là có đúng nhân quả không? Mấy đứa con trai bà nó thắc mắc, nó nói là má nó làm như vậy thì đúng ra là cúng dầu đèn cho Phật phải sáng con mắt, tại sao này nửa chừng má nó mù? Thì lúc đó thầy Thanh Từ đó, thầy làm đốc học, cho nên thầy Thanh Từ mới mời mấy người con trai của bà đó để thầy phân giải cho quý vị đó nghe. Thầy mới nói thế này: gia đình của mấy chú khi mà có cái chuyện khủng hoảng, con đau vợ đẻ nhà nước ngập, chú tới tôi chú nói cái lời ân nghĩa, tôi xúc động, tôi mới mở tủ tôi đưa tiền cho chú về chú lo công việc gia đình của chú. Chú nói sao đó không biết, nhưng mà tôi động lòng, tôi mới mở tủ tôi đưa tiền. Bây giờ công chuyện gia đình của mấy chú đã ổn định rồi, tôi nhắn, tôi nhắc, nhưng mà mấy chú không có trả. Mà nếu như mấy chú có trả, mấy chú mang tiền để mấy chú trả, mấy chú dằn vật, mấy chú nói nặng nhẹ, mấy chú nói nó phải trái, thì như vậy là coi như là mấy chú chưa trả. Mặc dù cái hình thức là trả đó, nhưng mà cái tâm là chưa muốn trả. Thay vì mấy chú mang tiền chú trả cho tôi, mấy chú nói là cái ơn của thầy
vợ chồng tôi mang suốt đời. Bởi vì nếu gia đình tôi khủng hoảng qua cái cơn bức ngặt đó mà không có sự giúp đỡ của thầy thì không biết gia đình tôi bây giờ ra làm sao. Cái ơn đó, cái nghĩa cử đó, bây giờ vợ chồng tôi mang số tiền tôi hoàn lại cho thầy. Vợ chồng tôi mang cái ơn đó suốt đời. Chú nói có cái ân nghĩa đó. Với cái lời nói ban đầu mấy chú than gian đó, thì hai cái việc này nó kết hợp với nhau, tôi rất là mừng. Tôi rất là thông cảm. Nhưng mà tôi nhắc mấy chú một lần, hai lần, là mấy chú mang tiền tới mấy chú trả, mấy chú nói cao, nói thấp, mấy chú nói giàu, nói nghèo, có cái lý là không muốn trả. Thì bây giờ mấy chú muốn trả nợ, trả bằng cách nào? Trả mà hoan hỷ, trả mà vui vẻ, trả mà cảm ơn, hay là vừa trả mà vừa gây lộn? Mấy chú muốn trả cách nào? Khi đó thầy mới nghe Hòa Thượng Thanh Từ phân giải cho mấy đứa con của bà Phật tử đó. Thầy mới hiểu quan gia trái chủ nghĩa là bây giờ họ đến họ đòi nợ. Họ đòi nợ, nhưng mà mình là người trả nợ, mình chưa thông cảm, mình còn thấy cái chuyện trước mắt này. Đại khái này, thầy có bà Phật tử, thầy kể quý vị nghe. Chồng chết, có đứa con gái bà đi gả đi lấy chồng. Thì sau đó nó sanh đứa con gái rồi thì chồng nó có vợ bé, nó mới dắt đứa con gái nó về nó ở với bà. Mà nó hỗn lắm. Nghĩa là cái bữa nào mà bà đi tụng kinh Pháp Hoa mà cái phẩm nó dài đó, bà về trễ đó, nó nhốt nó cho bà ngủ với chó ở bên ngoài chứ nó không có cho vô. Đứa con gái đâu 7-8 tuổi rồi. Cái ngày đám giỗ chồng bà đi mua lá chuối, bà về bà chuẩn bị làm gói bánh. Nó qua bên hàng xóm, nó nói với hàng xóm đó, nó chuẩn bị, nó gói bánh, nó giỗ chồng nó đó. Thì quý vị nghĩ là bố mình mà mẹ mình đi chợ mua lá chuối về chuẩn bị gói bánh này đám giỗ bố mình, mà qua hàng xóm nó nói là đám giỗ chồng nó. Thì quý vị nghĩ là con cái nó như vậy. Nhưng mà bà rất là an tâm. Bà không có phiền hà, cũng không có trách móc, không có gì hết. Mà nó đối xử với bà tệ lắm. Bây giờ cái khu đó khu ổ chuột, cho nên chính quyền ta giải tỏa. Thì nhà của bà là hai cái hộ khẩu. Bây giờ con gái bà nó lãnh một cái nền nhà, bà lãnh một cái nền nhà. Bây giờ hai mẹ con ở riêng, ở riêng hết. Bây giờ bà đi chùa bà đóng cửa, rồi bà đi về giờ nào đó bà đi về tự do thoải mái. Bây giờ cái hậu quả của đứa con của bà đó, con gái nó năm nay 20 tuổi. Bây giờ nó bắt đầu nó chửi má nó, nó hơn má nó chửi bà ngoại nó hồi xưa. Tại sao? Vì nó học hai lớp. Má nó dạy một lớp, nó ra ngoài xã hội nó một lớp nữa, nó hơn má, cho bây giờ nó chửi bà ngoại nó hơn má nó chửi bà ngoại nữa. Quý vị nên nhớ rằng con nít mà mình dạy nó cái gì lễ nghĩa đạo đức nó tiếp thu chậm lắm. Mình dạy nó 10 nó tiếp thu chừng 1 với 2 thôi. Còn cái xấu cái dở ở ngoài xã hội đó không ai dạy nó mà nó tiếp thu nhanh lắm. Con nít tuổi trẻ nó tiếp thu bên ngoài xã hội bạn bè của nó nhanh lắm. Mà ở nhà mình dạy nó cái điều phải, cái điều tốt, cái đạo đức nó tiếp thu chậm nó. Vì vậy cho nên má nó chửi bà ngoại nên nó tiếp thu một lớp. 20 tuổi mà nó đi ra ngoài xã hội nó tiếp thu ở ngoài xã hội một lớp nữa, như vậy nó cao hơn mẹ nó một lớp. Bây giờ nó về nó chửi má nó hơn má nó chửi bà ngoại nó nữa, quý vị thấy không? Cho nên trong giáo lý của nhà Phật, người mẹ mà dạy con mà rủa con cô hồn cắt đảng âm binh hà bá, nghĩa là đủ thứ, là phản giáo dục. Là phản giáo dục. Bởi vì mình giũa nó không có chết đâu, không có âm binh hà bá nào giật nó hết. Nhưng mà cái khẩu nghiệp của mình, mình mang cái khẩu nghiệp, rồi con mình nó mới nghe cái lời của mẹ mà rủa xả chửi đó. Mày mò lo lớn rồi nó bắt trước mẹ nó chửi nữa. Tại quý vị thấy rằng cái điều đó trong nhà Phật, trong cái giới thứ tư là giọng ngữ, tức là người mẹ dạy con, giáo dục con là không được chửi rủa con.
Thứ hai là vợ chồng lúc mà bình thường, hạnh phúc, đàng hoàng lắm, tử tế lắm. Nhưng mà khi cơm không lành, canh không ngọt thì vợ chửi chồng, chồng chửi vợ, không ai thua ai hết. Đào nát hết tổ tiên, ông bà dòng họ chết mấy đời cũng đào lên. Bởi vì ông chồng ông chửi bà vợ ngu gì nhìn mà chửi lại. Mà chửi lại thì ông chồng ông công tức, ông chửi lại cao hơn. Chứ là chửi, ban đầu chửi ông, chửi cha mày. Thì bà vợ bà chửi ông nội mày. Thì ông chồng ông chửi ông cố mày, cứ chửi cao hơn chứ không chửi ai chịu, không ai chửi thấp hết. Thì cuối cùng năm đầu đập với nhau. Như vậy là phạm cái lỗi cựu quyền. Nghĩa là cha mẹ dòng họ không riêng gì của mình, mà của tất cả mọi người mình phải tôn trọng. Mình không có quyền chửi tổ tiên ông bà. Thì tại sao gia đình mình vợ chồng bất hòa, mình chửi dòng họ hai bên, phạm cái lỗi cửu quyền? Không nên, không nên. Do vậy mà trên thế gian này, cái xã hội này, chúng ta thấy rằng có những cái việc nó trái ngược với nhau. Nó trái ngược với nhau, mình phải hiểu đó là vay nợ trả nợ. Nhưng mà con mắt phàm phu của mình không thấy được cái chuyện quá khứ. Mình cho rằng cái việc đó nó ăn hiếp mình, nó bất hiếu mình, nó lường gạt mà đủ thứ hết. Nhưng mà thực sự đó là vay nợ và trả nợ. Mình phải hiểu như vậy. Nếu đặt cái hoàn cảnh như mình, thôi như cái bà vợ bên Đài Loan đó, ông chồng ổng chửi thì bà mới rủa rằng cái miệng của ông hung ác, ông dữ lắm, mai mốt ông bị ung thư cái miệng ông. Thì bây giờ bị cái ung thư đó bà phải nuôi. Bà nói với bác sĩ Quách Hoài Trâm, phải chi mà chồng tôi nó chửi tôi nói thì bao nhiêu cái lời của ông chửi đó, tôi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ tôi đâu có khổ, mà tôi nuôi ổng khổ quá, không ai dám nhìn, không ai dám nuôi hết. Như vậy hôm nay thế thì chùa Linh Bửu tổ chức trai tăng Du Lan cầu siêu chẩn tế. Năm thầy nhớ năm ngoái thầy cũng sắp đặt, thầy về thầy dự lễ Du Lan, năm nay cũng cố gắng. Thôi thì cái nhân duyên chứ mình không dám hứa, mà cũng không biết rằng lúc nào bao giờ, nhưng mà cái nhân duyên hội đủ. Như vậy quý vị thấy cái chùa ở bên chùa Phổ Hiền ở bên Nam Triều Tiên, Phật tử họ mời thầy 3 năm, 3 năm liền mời không được. Năm nay cố gắng đi thì là chắc ăn rồi. Bên đó gửi cái giấy về mời mà làm cái tên của thầy trật. Như vậy thầy nghĩ là cái chùa đó, cái số Phật tử bên Nam Hàn đó không có duyên với thầy. Như vậy là chưa chắc năm nào thầy đi được. Chưa chắc năm nào thầy đi được. Thì công chuyện ở nhà nhiều quá rồi, thầy đâu có hứa là đi không được. Thôi thì Du Lan báo hiếu. Thầy nói Du Lan báo hiếu quý vị. Khi tôn giả Mục Kiền Liên đi thăm thân mẫu của ngài bà Lưu Thanh Đề bị đọa trong ác đạo, do tiền kiếp ở trên thế gian này tham sân si, 3 cái nghiệp này, cho nên cái tham là chính, cho nên bà đọa trong làm loại ngạ quỷ. Tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, si mê tà kiến là súc sanh. Tức là 3 cái nghiệp tham sân si, 3 cái quả là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bà Lưu Thanh Đề do tham lam cái quả cho nên đọa trong loại ngạ quỷ. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trong, da bọc lấy xương, ngày nhờ ngục quan dâng cái bình bát cơm cho mẹ, tay tả che đầy hữu hầu bốc ăn. Cái tay bà che lại, cái tay bà bốc ăn, tại sao bà phải che? Bởi vì cái lòng tham của bà sợ được quỷ đói chung quanh á, nó tràn tới, nó giật, nó ăn. Cho nên trong kinh mới diễn tả là một tay che lại để không cho ngã quỷ nó giật, một tay thì bốc ăn. Thế thì cái lòng tham nó đang bừng bốc ở trong tâm, cho nên cơm quá thành than lửa. Cái than lửa trong cái bát cơm của bà Lưu Thanh Đề đó là tham lam giận dữ si mê tà kiến, nhiều đời nhiều kiếp ở trong tâm của bà nó ung đúc, nó dày đặc ở trong nó bốc lên. Cho nên Mục Kiền Liên thấy vậy ngày khóc, Mục Liên thấy vậy bi ai, tức là ngày khóc, ngày không cứu được, ngày trở về bạch cho Đức Phật. Đức Phật dạy pháp Du Lan Bồn, Phật nói với Mục Kiền Liên: nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hàm,
Nghĩa là cái tội của mẹ ông đó, do cái nội kết nhiều đời nhiều kiếp, một mình ông không có thể cứu được. Ngày ví dụ một cái tảng đá lớn, bây giờ muốn di chuyển cái tảng đá đó là phải nhiều người, chứ một người thì không di chuyển nổi, mà phải đồng tâm hiệp lực nhờ cái sức chú nguyện của tăng già. Đồng tâm hiệp lực là cái sức chú nguyện của tăng già. Sau mùa an cư kiết hạ, các vị đã dành cái thời gian tu tập giới định huệ tinh nghiêm. Và cái nội lực đó cộng với quay thần của Tam Bảo và lòng chí thành chí hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên, đủ ba cái yếu tố đó thì có cái khả năng chuyển hóa được nghiệp nặng của mẫu thân Mục Kiền Liên. Sau đó tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh tăng để thiết lễ trai duyên cúng dường, thì mẹ của ngài tất cả tội nhân trong ác đạo đều được siêu thoát. Bây giờ Mục Liên hỏi Đức Phật, vậy về đời sau người xuất gia cũng như Phật tử tại gia muốn đền trả công đức sanh thành của cha mẹ, thực hiện pháp Du Lan Bồn này có kết quả không? Phật trả lời: nếu đời sau có kẻ nam người nữ xuất gia và tại gia có lòng chí thành chí hiếu, muốn bạc độ cha mẹ cự quyền thất tổ, thiết lập trai đàn Du Lan báo hiếu, thỉnh tăng cúng dường, thì cha mẹ quá giảng được siêu sanh tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Do đó mà pháp Du Lan Bồn truyền thừa đến nay hơn 2000 năm, tăng ni Phật tử đều là con của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ thì không có hình hài dốc thể này, mà đã có hình hài dốc thể này thì mang ơn của cha mẹ là mang nặng đẻ đau. Mang ơn của cha mẹ là sanh thành dưỡng dục, tạo điều kiện để con của mình khôn lớn, định vợ gả chồng, lo bề thế làm ăn. Giờ này chúng ta muốn đền trả ân đức của cha mẹ trong muôn một, thì nghĩ lại cha mẹ mình đã qua vàng. Cho nên thầy Tử Lộ mới than thân trách phận: lúc nghèo thầy đổi gạo để nuôi cha mẹ, bây giờ thầy làm quan, thầy hưởng lộc bổng của triều đình, thì muốn trả cái công ơn của cha mẹ thì cha mẹ thầy đã chết. Cho nên thầy Tử Lộ mới than: mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tồn. Nghĩa là cây muốn lặn mà chó chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ chẳng còn. Bây giờ chúng ta muốn đền trả cái ông của cha mẹ lớn lao đó, cha mẹ chúng ta không còn. Theo lời Phật dạy thì chúng ta thiết lễ Du Lan Bồn để hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta, tức là trả một phần nào công ơn lớn lao của cha mẹ. Vậy hôm nay đạo tràng thiết lập